Theo tôi xin thực hiện nghiệm pháp dẹp da xanh. Đối với cái nghiệm pháp dẹp da xanh này thì dùng để đánh giá cái tình trạng viêm gân hoặc là đứt dây chằng. Thì đối với nghiệm pháp dẹp da xanh này thì yêu cầu bệnh nhân co tay và xoay trong. Còn một số tài liệu thì nó cho xoay ngoài. Thầy thuốc sẽ dùng sức cái tay cản lại xem bệnh nhân có đau lên hay không. Nếu có đau là nghiệm pháp dẹp da xanh dương tính. Rồi. Chú co tay lại ha, chú co tay, chú sẽ xoay cái này vào tâm như nè, ha, xoay vào tâm này, con cản lại, nghe. Rồi, chú xoay vào tâm đi. Đau không chú? Có đau không? Nếu mà bệnh nhân đau là dẹt ca xanh dương tính, mình đối với trường hợp này bệnh nhân không đau thì dẹt ca xanh âm tính. Cái này là có tài liệu á, thì bệnh cho bệnh nhân co tay và xoay trong, có tài liệu thì cho xoay ngoài, thì chúng ta cho xoay ngoài, ví dụ như ngoài tay này chú, ha. Thì bệnh nhân co lại, giờ kêu bệnh nhân xoay ngoài, chú bật cái này ra ngoài ha. Bật cái này ra ngoài. Ra ngoài này. Con giữ lại. Rồi chú bật ra ngoài đi. Rồi chú đau không chú? Không đau. Bệnh nhân sẽ không đau, thì đây là dẹp da xanh âm tính.